xoay nó sẽ mạnh hơn cứu hơn luôn. Đấy, xoay xong rồi đây nó xuống sẽ kích lên cao của cái máy này để mà bạn. Cái dòng này nó chỉ là 600 kg của anh không nhé. Một máy này chỉ bản tới 2 nha. Còn đấy là máy lớn giá cho nó cũng như thế đó. Nó đảm bảo vui là máy xe to áp đề 550k bắt đầu chưa mua được nửa máy của nó thì nhà mới đâu. Máy này mới bắt mua không đâu. Mới bắt mua cái bộ như này giá của nó phải như 1 triệu 4-5 triệu của bộ như này này. Một vài nơi Việt Nam để tải piano ra bên ngoài rồi mà không sợ bị trộm con đấy, người ta để piano trong ra ngoài đường để cho người đi gần người ta quay lại người ta đánh này. Nên mình có thấy một vài video đánh piano được cố hay hết chủ đấy của bên nước ngoài mình dùng bán chân chắc chỉ là đúng cái chân và lại và cả nguyên cái đàn nó đi tám kilo là điện luôn. Đúng. Chứ con thấy từ thời kiểu còn quý tộc cả đánh chúa con thấy người ta cũng hay lắm được rồi. À vâng đấy, tôi con thấy cái đàn tơn to to lắm luôn, to luôn luôn người ta cả hoàn hồng luôn, phải chưa? Đúng là hồng đàn quá. Người ta sử dụng một phòng riêng để người ta đánh piano luôn quá. Hôm trước là quý tộc, sĩ tộc.